Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion. Hôm nay trở lại đây cũng cùng sân khấu này, tôi thấy là mọi thứ đang cháy bùng lên. Sức nóng của Rap Việt, một trong những chương trình đang được chờ đợi nhất năm nay, rõ ràng có hiệu quả, đúng không ạ? Tất cả những anh em ngồi ở đây cùng với các thí sinh và ban tổ chức, chúng ta đã cùng làm là một chương trình truyền hình được rất nhiều khán giả Việt Nam ủng hộ. Cho đến thời điểm hiện nay, Rap Việt là chương trình truyền hình đầu tiên chiếm được lượt xem trực tuyến cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì những điều mà chúng ta vừa làm được. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được chào đón tất cả những gương mặt quen thuộc đã tạo nên thành công của Rap Việt trong 6 tập vừa qua. Xin giới thiệu hai vị giám khảo, Rhymastic và Jester T. Và dành tràng pháo tay cho 4 vị huấn luyện viên, Wowy, Garrick, Binzy và Suboy. Hôm nay trở lại đây vòng đối đầu có vẻ rất là hot. Và wow, Garrick của tôi tự nhiên mới đã thành hot boy. Lần trước là phi hành gia, bữa nay bận cái áo phi nhung luôn hả? Phi nhung luôn hả? Sao em xuống tóc vậy cưng? Nóng quá nè. Ok, cho anh hỏi là sau ảnh hưởng của 6 tập vừa qua thì Garrick có cảm thấy rằng mọi chuyện nó thay đổi dần với cuộc sống của mình không? Dạ không, nó không thay đổi mà nó xáo trộn anh ạ. Sao vậy? Nó bất ổn nhiều thứ lắm. Có nhiều người phụ nữ can thiệp vào cuộc đời em hơn đúng không? Sao nhiều người phụ nữ? Không. À, hay là em muốn đàn ông? Hay là em muốn đàn ông? Không, nếu mà em có muốn đàn ông thì chắc chỉ có anh thôi. Chết thật. Bin. Sau cái cuộc thi này thì tôi thấy là Bin nhiều fan girl hơn ha. Cho tôi hỏi là Bin cảm thấy thế nào sau những tập phát sóng vừa qua? Em chỉ cảm thấy rất là vui khi mà mình được ngồi cùng anh với lại những người bạn của em ở đây để mình làm một cái điều gì đó cho cái âm nhạc mà từ trước tới giờ mình luôn đam mê. Và mình mở ra một cái con đường mới cho tất cả bạn trẻ yêu cái loại nhạc này. Và cái điều đó rất là ý nghĩa đối với em. Cảm ơn Bin. Wowy ơi. Ơi em đây. Wow, rất đẹp trai trên bộ suit. Cho một tràng pháo tay cho bộ suit của Wowy. Cái điều gì đã khiến cho một Wowy khua ngầu bây giờ lại trở thành một quý ông thế này? Thưa anh Thành, hôm nay là một ngày trọng đại của em. Tất cả các cái chiến binh mạnh của em trong ngày hôm nay có cơ hội sát cánh cùng nhau để làm một trận chiến rất là quyết liệt. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Dạ, yeah, hôm nay là một ngày rất đẹp của Wowy. Trời ơi, wow, hôm nay nhìn em đẹp hẳn luôn ấy. À, dạ cảm ơn. Em mong là sau cái vòng này thì cư dân mạng nói là ô hên quá, mấy ngày này được đổi đầu. Nhưng mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy ánh mắt của em. Sau những ngày tăm tối của cuộc đời chúng ta đã thấy nhau, tại sao đẹp như vậy mà che đi đôi mắt của mình? Sợ người ta thấy nỗi buồn hay là suy tư trong đó hả? Tại vì hôm nay là vòng đối đầu cho nên phải mở ra để xem cho kỹ anh. Ok, anh hy vọng là em cũng được có cười như vậy nữa nha. Ai của có nhớ đây không? Ok, hôm nay Suboy rất đẹp, một tràng pháo tay cho Suboy thưa quý vị. Thành cũng xin ý kiến của hai vị giám khảo sau những tập phát sóng vừa qua, hai bạn cảm thấy thế nào? Cái sự bùng nổ ngay từ tập đầu tiên của Rap Việt đã đưa được niềm đam mê của tất cả mọi người ở đây đến với công chúng. Xin chúc mừng cho tất cả chúng ta. Có rất nhiều khán giả hỏi là sau những cái tập phát sóng đầu tiên thì không biết là Rhymastic có nghĩ lại về cái việc đi diễn hài hay chưa? Thì em thấy thế nào? Em đang phân vân, chắc là cứ cho em để nút chờ đấy. Ngay từ ban đầu á, khi em tham gia em có bao giờ nghĩ là Rap Việt nó sẽ bùng nổ nhiều như vậy không? Từ trước đến giờ Rap đối với em luôn là một cái điều vô cùng bùng nổ. Nó bùng nổ như thế nào chỉ là do cái bàn tay nhào nặn của từng người nghệ sĩ. Nên là việc Rap bùng nổ mà để có thể lan tỏa ra cộng đồng là điều chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Rất là hạnh phúc khi được là một thành viên của một gia đình khổng lồ mang tên Rap Việt để có thể xây dựng được một cộng đồng rap mạnh và vô địch. Đấy là điều mà em rất là vui. Xin cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của các vị.
Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói ở đây là cái điều đầu tiên rất việc làm được, đó là chúng ta đã xóa đi cái ranh giới giữa âm nhạc underground và âm nhạc chính thống. Sẽ không có gì gọi là không chính thống cả nếu như cái điều đó mang tính nghệ thuật cao, được làm một cách chỉnh chu, chuyên nghiệp và có đầu tư. Tôi rất là vui khi Trấn Thành cũng là một phần nho nhỏ trong chương trình, có thể giúp cho rất là nhiều những người bà, những người mẹ là nội trợ ở nhà nói là từ xưa tới giờ rap với mình là một cái gì đó rất là ồn ào, nhưng bây giờ không phải. Khi hiểu rõ hơn về nó, yêu thích nó, thấy thú vị, nghe rap thấy cuộc đời nó hạnh phúc hơn, có nhiều người buồn nghe rap thấy có câu chuyện mình trong đó, có nghị lực sống hơn. Và đôi khi có những cái người mà người ta đưa cái chính kiến mình vào để cái bài rap đó nói thay tiếng lòng của người khác. Và thưa quý vị, đó là những điều mà chúng tôi rất là vui khi Rap Việt bước đầu đã dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng của khán giả yêu âm nhạc Việt Nam. Xin cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng đối đầu với Team Huawei. Và các bạn đã trở lại với Rap Việt. Chương trình được tài trợ chính bởi Pepsi, vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Và đơn vị đồng tài trợ LG X Boom Go, thổi bùng mọi cuộc vui, cháy cùng Rap Việt. Và vòng giải cứu này chúng ta sẽ dành cho ba bạn thí sinh, đó là JB, VV6 và BLK. Luật của vòng thi này như sau: giám đốc âm nhạc Toliver của chúng ta đã chuẩn bị hai version nhạc, mỗi một cái bài beat như vậy sẽ có 8 khuôn, và huấn luyện viên sẽ là người ra đề cho cái đoạn nhạc mà tụi em sẽ chọn để rap, và cũng chính huấn luyện viên sẽ là người quyết định ai là người đi tiếp. Và để cho các bạn có cái sự hình dung chữ nghĩa trong đầu thì tôi xin huấn luyện viên sẽ ra chủ đề trước ạ. Huawei muốn các bạn ra bài theo chủ đề là cảm ơn. Yep. Một thông điệp rất hay. Lời cảm ơn đó sẽ được thể hiện như thế nào qua phong cách trình diễn của ba bạn đây? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe hai cái beat nhạc mà Toliver đã chuẩn bị cho chương trình. Đây là beat đầu tiên. Xin mời. Và đây là cái beat thứ hai với một thái độ âm nhạc hoàn toàn khác. Thí sinh tôi chọn beat 2 nha. Beat 2 thái độ Big City Boy lắm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thi lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải. Sẽ bắt đầu với BOK. Và cho anh biết là em chọn beat số mấy? Dạ em chọn beat số 1 ạ. Và hãy xem là chàng trai nội tâm của chúng ta sẽ cảm ơn quý vị như thế nào với beat số 1. Và ready, 3, 2, 1, go. Yeah, be okay. Đây là những lời em dành cho anh và chương trình. Rap Việt đập tan mọi định kiến, anh em ba miền đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau làm việc tác nghiệp, càng ngày càng ác liệt, tôi như thác xiết bật beat và phát nhiệt. Xin chào hết tất cả Lộc Thành, may mắn biết bao khi tôi được đồng hành, những con người lùi về sau để cho tôi tung hoành, khi đứng trên sân khấu anh em cùng đồng thanh. Rap Việt, yeah. Rap Việt, yeah. Yeah. Và bây giờ là phần thi của VV6. Em chọn beat mấy? Em chọn beat số 1 ạ. Và VV6 3, 2, 1 go. Ờ
gửi những lời cảm ơn đến chương trình đặc biệt đã tạo ra sân chơi tạo nên cho người khác biệt ba miền tụ họp để cùng học hỏi lẫn nhau để đam mê kết nối tỏa ra thật nhiều sắc màu đây chính là nơi bắt cầu cho những tài năng về sau muốn được thể hiện chính mình qua từng chủ đề vòng đấu cuộc chơi cũng đã bắt đầu tỏa ra ngoài trong từng câu tôn trọng tất cả thí sinh vì chúng ta cùng dòng máu chính chính. Xin cảm ơn VV6 và tiếp theo là JB. Em chọn beat số mấy? Dạ em chọn beat số 1 luôn ạ. Wow. Và JB 3, 2, 1. Trong cây mai là một tình yêu mà không cần chào. Respect tất cả những người mà đã cống hiến cho underground. Cảm ơn vì đang ở đây, chung bàn tay đưa âm nhạc này tới nhiều người và cho họ biết nó ra làm sao. Cảm ơn những người đã nghe, tôn trọng những người đã nói. Cảm ơn những lời nhận xét và tôn trọng những lời từ chối. Và đây là lời cảm ơn bằng tất cả lòng thành. Từ vùng cao tới đồng bằng, tôi cảm ơn vì đã đồng hành. Respect for underground. Và bây giờ sẽ là giây phút khó khăn nhất của huấn luyện viên Wowy. Trước khi anh quyết định, tôi xin ý kiến từ những vị huấn luyện viên còn lại về phần dự thi của ba bạn. Và cho tôi biết nếu được chọn một, các bạn sẽ chọn ai để tiếp thêm những ý kiến cho Wowy. Đầu tiên xin mời Carrick. Nếu là em nghĩ em sẽ chọn JB. JB em thấy sự tôn trọng rất là nhiều khía cạnh và bạn là một người rất là quan sát cái điều đó. Em cũng đồng ý với Carrick. Em thấy mặc dù nó là 8 câu ngắn ngủi thôi, nhưng cái lời cảm ơn của nó chạm được đến rất là nhiều người. Yeah, nếu mà là em sẽ chọn JB. Cảm ơn anh. Thật ra để mà nổi bật ở trong 8 boy thì nó rất là khó, bởi vì đó là một cái khoảng rất là ngắn. Và để mà show off, truyền tải nội dung hay là để cho người ta thấy được cái năng lượng của mình thì nó thật sự là một cái chuyện cũng nan giải. Nếu mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ bị dư thừa. Và nếu mà mình làm ít quá thì người ta không thấy được cái tài năng của mình. Cho nên rõ ràng là JB đã làm mọi thứ rất là cân bằng và mọi người đều nghe được cái lời cảm ơn của em. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Sung. Em cũng làm cái lời góp ý rất chân thành, không thừa không thiếu. Cảm ơn anh. Và điều đó chắc chắn cũng sẽ có thêm một ý kiến nữa cho Wowy. Và xin mời ý kiến của Wowy cho tôi biết thí sinh nào sẽ tiếp tục cùng đội Wowy tiếp tục chinh phạt trên cuộc chiến của Rap Việt. Mang đôi hài bỏ đôi Nike, sơ mi trắng bỏ luôn white tee, áo vest đen tỏ ra cứng rắn. Em phải mất để anh trưởng thành. Anh đành tiễn em phải chia tay. Lắp đất lại, không một ai sai. Đất ở dưới, mưa đen ở trên đầu. Lăn trên má, anh hai giọt sầu lớn. JB, JB. Chúc mừng JB. Xin cảm ơn VV6 và BOK. Thưa quý vị, như vậy là JB sẽ là thí sinh tiếp tục cùng Team Wowy đi tiếp trên con đường của Rapid. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta khép lại vòng đối đầu đầu tiên với Team Wowy ở đây. Xin cảm ơn BOK cũng như là VV6 đã tham gia cùng với Rapid và cảm ơn sự có mặt của các em. Chúng ta sẽ mãi là những anh em của nhau. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Wowy đã mang đến cho chúng ta một phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong buổi ra mắt đầu tiên của vòng đối đầu. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với những vòng đối đầu của các vị huấn luyện viên còn lại vào 20 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình được phát sóng đồng thời trên siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình Pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ đó là LG X Boom Go, thổi bùng mọi cuộc vui, cháy cùng Rap Việt. Cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng hành Wanna Music Việt Nam, đối tác tài trợ ghi âm và độc quyền phát hành âm nhạc của Rap Việt. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những vị huấn luyện viên và hai vị giám khảo đã cùng chúng ta
tạo nên một chương trình tuyệt vời. Đầu tiên cho team Wowy ở vòng đối đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập sau cùng với vòng đối đầu với đội Karik.